Dạ, em xin kính chào anh em. Thì hôm nay em xin test vài bài giữa con Akai GX747 DBX. Dạ, máy rất là mới ha. Và cái băng em vừa thâu tuyển chọn xong, đó là băng Master. Thì dòng này được sản xuất tại Pháp. Khi anh em sử dụng băng mới, mình hát nó sẽ không có rớt những cái bụi giờ như những cái dòng băng cũ ha. Khi mà chất âm mình thâu vô tiếng nó rất là sạch tiếng. Thì cùng băng này đã được thâu tuyển chọn rồi, để chút em sẽ test một đoạn anh em nghe tham khảo ha. Thì hôm nay sẽ test chung đó là Akai 747 DBX và con âm ly là Leadman LX360 và lo là JBL 4344 Studio Monitor. Dạ thì em xin test và bài anh em nghe ha. Dạ em xin cảm ơn anh em đã xem. Người mà tôi chưa quen đến.
dập dồn một lòng tin mai đây nắng ấm tìm vào đôi lòng giữa
cho anh sân trường xưa vàng vỏ u sầu. Đời dệt mộng em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang, riêng mình anh tựa lá thu tàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn.
trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm, chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau.
chăm ngó biết đâu mà ta đi tìm. Còn chi em, một đời đau thương vỡ nát buồn tim. Tha quên vốn yêu ban đầu, để hai lối đi không một niềm đau. Hoa tình yêu rung rung vơi
Để tình tôi dở dang.